Ok rồi, chứ qua mình là Subi đây. Hiện tại là mình đang mặt trong ạc của anh Đức Mom thì các bạn ơi. Thì như các bạn đã biết, hiện tại là anh Đức Mom đã chuyển sang làm Vinox rồi. Thế nên là rất ít chơi Free Fire luôn, thì các bạn có khi không chơi luôn đi. Vì không chơi, thế nên là hiện tại rank của anh Đức Mom rất là thấp luôn thì các bạn ơi. Thế nên hôm nay mình sẽ làm video leo rank huyền thoại cho anh Đức nha. Và mình sẽ leo quãng ở giữa chuỗi thẳng thì các bạn ơi. Khi nào mất chuỗi thì mình sẽ dừng video nhá. Mình sẽ cố gắng là chinh phục chuỗi thật là cao nha các bạn. Và phá kỷ lục chuỗi lần trước của mình nha. Ok, các bạn thử đoán xem là hôm nay mình sẽ dừng lại ở chỗ bao nhiêu nha. Và các bạn đừng quên cho mình xin một like về kênh và kêu bật chuông ký để nhận thông báo ra video nhá. Còn bây giờ thì let's go. Tại vì thích em nhiều quá nè, anh lại nói là à lâu. Ui, trong team của mình có double duty nhí đấy các bạn ơi, hay thật sự luôn. Ok, hiện tại là mình vừa mới kết giới các bạn ơi. Và mình sẽ leo rank cùng kết thế giới nha. Ok, trong team của mình có Sena thì các bạn, có Khanh và có bạn Dũng, Sena Pake các bạn ơi, trời ơi. Ok, nói chung là bây giờ là mình sẽ tìm trận nha. Ok, mình đã vào trận rồi này các bạn ơi. Và không biết là mình sẽ leo cùng với anh này được lâu dài không. Sợ leo được 1-2 trận với này thoát thì các bạn, sau thì lại phải mời thêm người mới rất là khó luôn ấy. Kiểu mới kết giới xong người ta vào cứ thoát thì các bạn ơi, trời ơi, không ai chơi cùng đâu. Bởi vì là trên PC ít người muốn chơi cùng lắm ấy các bạn. Bởi vì là BC tìm trận khá là lâu ấy. Với cả là trong team này không biết có ai biết anh Đứng Mõ không nhờ. Ừ, có ai nhận ra anh Đứng Mõ không nhờ. Ừ, ok, này này. Ok, thì bây giờ là mình sẽ cố gắng là lên điện thoại nha. Và lấy chuỗi thật là cao nha các bạn ơi. Không biết hôm nay dừng lại chuỗi bao nhiêu đây. Nói chung là mình sẽ cố gắng là hơn video trước nha. Video trước là mình dừng lại ở chuỗi 27 hay là 28 ấy các bạn ơi, tầm tầm đấy. Thì hôm nay là mình sẽ cố gắng là lên được chuỗi 30 nha các bạn. Nói chung cũng hơi khó đấy, bởi vì là mình chơi một cái thế giới ấy. Thế nên là cũng hên xui lắm các bạn ơi. Ok, xong ra đầu được bạn Sena kia gánh ấy, trời ơi. Thì các bạn đã xem video của mình, để các bạn là fan Đứng Mơ thì đừng quên comment dưới ở like video này nha. Ok, này này, vỡ đầu luôn. Út má, đội mình từng địch ấy các bạn ơi, trời ơi. Ok, à bên ngoài bên này. Thằng này kia đi vào phát là mình từng địch các bạn dưới cả mình luôn. Này này này, ok rồi, từ chạy ở kia cứu bạn Sena Fake thôi nào, không bạn đó toang mất. Đấy rồi, này này, được lát giáp luôn. Ôi trời ơi, một round này thì làm gì có giáp mà đúng. Hiện tại cái đất này là ranking cương 3 năm sao rồi, thì nốt trận nữa tôi là mình sẽ là ranking cương 4 các bạn ơi. Nói chung là lên hiện tại cũng dễ thôi các bạn. Thế nên là mình đặt ra mục tiêu đó chính là leo chuỗi thật là cao ấy. Thật chỉ đơn giản á, ok. Hình như là mình ăn được 3 kill đúng không? Ok, kill cuối cùng ấy. Này này này, qua ra kill. Ok, cân 4 ngay trận đầu tiên luôn thì các bạn ơi. Rồi, lên kim cương 4. Rồi, MVP trận đầu tiên Busan thì các bạn. Ok, phải lấy thật là nhiều Busan nào. Gặp map đẻ thì kỳ mình không quen lắm đâu nha. Kiểu như là map này mình chưa thuộc đường lắm các bạn. Thế nên là bạn không tự tin lắm đâu. Nhưng mà không sao, bây giờ gặp địch ở đâu thì cứ bắn thôi các bạn ơi. Ok, này 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 này. Ồ kìa, Sena kia tiêu của mình kìa. Ok, ok. À, với cả là mình thấy có nhiều bạn thắc mắc là tại sao anh thích cầm Maxim vậy. Thì kiểu như là Maxim mình thấy hồi máu nhanh. Thế nên là trước giờ là mình quen dùng Maxim ấy. Với cả là để tanh bòi các bạn ơi. Kiểu như là mình quen được cách hồi máu nhanh rồi các bạn. Thì hôm nay là mình sẽ bỏ Maxim nha. Mình sẽ thay thế bằng Kelly nha các bạn ơi. Nói chung là Maxim Kelly là mình đều dùng được ấy. Kiểu hôm nay mình sẽ thử bỏ Maxim để xem là mình có bán được không nha các bạn ơi. Hồi máu sẽ lâu hơn một xíu đấy. Ok, nãy giờ là mình bán với tin này cũng khá là ổn đấy các bạn ơi. Này, núp à, núp phải đậy cái đầu lại chứ. Má, để hỏi cái đầu tết thì vỡ đầu là đúng rồi. Ok, lên luôn các bạn ơi. Mình sẽ cố gắng là cùng với bạn Sena Fake kia lời chút thật là cao nha. Nhưng mà không biết là bạn đó có chơi mình lâu không ý. Sợ bạn đó chơi được vài trận bạn đó thoát rồi thì các bạn ơi. Ok, tự nhiên là hôm nay hóa thân anh Đứng Mong, tự nhiên lại gặp Sena Fake trong team mình các bạn. À, thật đấy. Nếu như là anh Đứng Mong cũng có chơi được Sena ấy. Ok, 4-0 rồi nè. Rồi. Ok, chuỗi bàn thì các bạn ơi, xong lấy điện thoại rồi. Ui ôi, mình thấy tin đề hình như là toàn là con gái hay sao vậy các bạn ơi. Nguyễn Vân Linh, Nguyễn Trâm, Sugar Baby và Phương thì các bạn. Ờ, toàn con gái luôn đấy. Cố gắng là trận nào cũng 4-0 để cho lên chuỗi thật là cao nha. Để cho nhanh lên điện thoại thì các bạn. Ok, bên kia khá là đông kìa. Rồi, để mình ra hỗ trợ bạn Sena nào. Trời ơi, không biết là mình đến có muộn không nhờ. Đây đây, vẫn kịp đúng không nào. Ok, mà chỉ còn nốt thôi đúng không, chưa bị gạt đúng không. Ok luôn. Này này. Ok, rồi nói chung là sẽ có 4-0 nha các bạn ơi. Úi giời, bảo 4-0 nhưng mà bây giờ 3-2 rồi nè. Thôi còn 4-2 vậy các bạn ơi. Trời ơi, nãy giờ bắn ẩu quá ấy. Để tìm các bạn nữ kia lật kèo ấy. Trời ơi. Ok ok, không để lật lên 3-3 nữa các bạn. Bây giờ phải thắng luôn nha. Ok, thắng cho nhanh nè các bạn ơi. Đây rồi, này, 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 úi ôi, cả bốn bạn luôn kìa. Thế team kia các bạn đó toàn đi chung luôn ấy. Xong thì mình toàn kiểu đầy ẩu thôi, toàn bị chết rồi thì các bạn. Úi dồi ôi, cẩn thận nào. Ok, rồi rồi,
Vào đây, vào đây, vào đây. Vào hết đây, mình chiều hết tất cả các bạn. Ok luôn, rồi có... Ơ, sao vậy ạ? Kim cương 4 và lên chuỗi 4 rồi đấy các bạn. Nice. Bây giờ là mình lao với team này cũng bền phết đấy các bạn ơi. Kiểu như là thắng suốt, thế nên là các bạn này cũng không có chán ấy. Thế nên là thích bắn với mình nãy giờ luôn đi các bạn. Nhưng mà nãy giờ là mình không cho em mở mic lên, phát hiện ra là anh Đức Mom ấy các bạn ơi. Này này, ok. Hình như là anh Đức Mom để tên là Phương Đức, thế nên là ít bạn nhận ra ấy. Chứ mà để tên là Đức Mom thì mình đã chắc là đa số rất nhiều người nhận ra luôn đấy các bạn. Đúng này. Ok, nếu mà được thì bây giờ là mình sẽ cố gắng cùng các bạn này lên chút là cao nha. Chỉ mong là các bạn đừng có thoát thôi. Kiểu như là đang bắn dở ra, các bạn lại thoát thì mình lại phải mời người mới các bạn. Mời người mới thì rất là mất thời gian luôn. Nào, thò đầu ra, úi dồi ôi. Hét chọt luôn. Ok, chốt 4-0 luôn nha các bạn. Ok, có thể là trận này bắn dễ hơn rồi đấy các bạn ơi. Trận này 4-0 luôn nào. Tính ra là nãy giờ bộ đôi Đức Mom và Sena gạch tư luôn đấy các bạn ơi. Mới tạo là pha kế, trời. Ok, này, này. Úi dồi ôi, trời ơi, chả được kim nào thế này, trời. À được có một kill anh Đức. Ok, kill cơ 4 năm sao rồi. Chỉ còn một trận nữa thôi là lên huyền thoại rồi nè. Ui cả team này không kill lần đấy các bạn. Ủa sao team kia ở nhà hết thế này trời. AFK hả trời vãi. Hai người được yêu luôn đấy các bạn. Hình như là bất lực của AFK hay sao ấy. Này này. Ui ôi. Ui về nhà cứu đúng đội đi kìa. Đúng đội bị bắn rồi kìa. Chạy đâu trời. Ui chạy nhanh thật đấy. Không thể đâu luôn ý. Ủa hình như là ở kia có người cứu ơi kìa. Ok ok. Ui quay lại thôi. Hình như là có 3 người ở nhà luôn đấy các bạn ơi. Ủa sao không đi bắn đi mà ở nhà hết vậy trời. Này này ok đây nữa. Này này. Ok ba mẹ rồi đấy các bạn ơi. Kìa rồi. Mùa thứ tư đây nè. Ok qua ra kill luôn. Ủa team này bất lực cái sao mà nãy giờ không kill luôn ý. Ok lên thoại rồi nè. Trời ơi trận này mình gặp cái team bất lực kiểu gì ý. Bắn tay không kill luôn đấy các bạn. Ok, nói chung là huyền thoại khá là dễ dàng luôn. Thì bây giờ là tiếp tục leo chuỗi thôi nào. Khi nào mất chuỗi thì mình sẽ dừng video nha. A few moments later. 4-0 tiếp nào. Rồi. Này này, ok. Ôi, không đùa nữa. Ok, luôn rồi. Trận này khá là đơn giản luôn. Ủa, bay đâu đây? Bay này thì bay à. Bay phải chết lại cái đầu chứ. Bắn vứt cái đầu này trời. Ok, rồi. Thì bây giờ lên gạt thôi nào. Và à, tính ra cứu à, không kịp đâu. Ok, hai mạng luôn rồi nè. Đây, ra đây. Ok, ui, nãy giờ 3 kill rồi này các bạn ơi. Rồi ra chỗ Sena để ăn nốt kill cuối cùng để cân 4 đó các bạn. Có nên cứu không nhở? À, khoan đi, từ bây giờ là mình sẽ cố gắng giết luôn đi. Cứu làm gì đang là chẳng thắng đúng không? Đó. Ui ôi, từ hơi nguy hiểm nha. Ui ôi. Này, này, ui, vai. Mình từ quần này là mình toan rồi chứ, trời ơi. Ok, chuỗi 8 rồi các bạn ơi. Có hai bạn leo với mình từ đầu đến giờ luôn ý. Là bạn số 3, bạn sẽ lại các bạn ơi. Leo với mình từ đầu luôn, đó. Mong các bạn đó leo với mình đến khi nào mà mất chuỗi thì thôi. Bởi vì là bây giờ cứ 10 người mới lại tối bắt được thời gian đấy các bạn. Này. Ui ôi, ok, không chết được. Từ, tới đây. Ok, rồi, đây nữa. Này, ui, có cân bối là. Mời đẻ. Ui ôi, cả team địch này các bạn ơi. rồi, ui. Cân bối đông vậy. Ồ, hình như mất một kill rồi. Đây này, chạy đâu thế này. Trời ơi. Ui, không được cân bối nhở. Má, ngon thiếu không được cân bối. Rồi, trận này chốt team địch 4-0 luôn nha các bạn. Đây, núp à. Này, từ. Ui, có 3 máu đấy các bạn ơi. Ơ, thắng rồi đấy các bạn ơi. Nốt trận này để lên chuỗi 10 nào. Úi dồi ôi. Nó đặt Larry các bạn ơi. Thế này có keo nó rất là khó phá luôn. Này, khỏi phải phá, không phải phá. Rồi, đây, này, úi dồi ôi. Ok, thắng luôn các bạn ơi, khỏi lật keo nhá. Rồi, trời ơi, nhéo keo fake clear của team đỉnh luôn đi các bạn. Ok, chuỗi 10 rồi nè. Uầy, ba bạn chơi 10 luôn. Mình sẽ leo lên trên nóc để bắn đi các bạn ơi. Mà nếu bạn tí nữa bom mà đeo thì mình sẽ đánh bo nha các bạn. Ok. Tuy là không em maxi nhưng mình sẽ cố gắng thử đánh bo nhá. Này. Ngồi trên này bắn rất là sướng luôn đi các bạn ơi. Cho cả lựu đạn này trúng ai trúng nào chắc là sẽ trúng rồi. Quang thế không trúng mới lạ đấy. Chuẩn thích còn gì nữa. Ok. Ôi, cả team của mình chết rồi kìa. Còn mỗi mình các bạn Sena kia leo trên này. Thế nên là vẫn còn sống đi các bạn ơi. Rồi nằm đây đợi bo thôi nào. Bo khá là đẹp luôn đấy các bạn. Nhưng mà quan trọng là bây giờ bạn kia có bạn thắng hay không. Hay là bạn kia sẽ bị bán nhờ. Ok để xem là bạn Sena có ăn được thanh niên địch kia ông nha. Để cho mình tanh bo nha. Rồi tanh bo như vậy khá là ổn rồi đấy. Nhưng mà... Ơ trời ơi thắng luôn rồi kìa.
trả cho mình tên bom mất câu lên đây. Ok, được thưởng 2 sao luôn này các bạn ơi. Ok, tiếp tục ngồi đây nha, để xem là tí nữa của tên bom được không nha các bạn. Tuy là ít máu nhưng mà mình sẽ cố gắng nha, không ma xin nhưng mình vẫn sẽ thử nha. Rồi ôi, này, ui biết thế là mình khó, sắm khẩu súng xa chứ sắm cái khẩu này thì bắn khó vậy. Ok, bắn tầm xa hơi toang. Ui, đau vai, từ xem nào. Ok, hồi máu cái đó các bạn, sợ thật đấy. Ui, vai. Ok, không sao giờ, may quá. Ui, kia, vai, 4 máu các bạn ơi. Phải đã, chạy. Trời ơi, sợ nha. Đang lụm đạn lên đây, nhiều thế nhờ. Má, sắm lụm đạn nhiều thật đấy. Ok, kia. Nó trèo lên là bắn mình này các bạn ơi. Này. Lên đây, rồi trèo đi. Này. Chết, này ai bảo trèo. Đây nữa. Ok, từ cho con lựu đạn nè, mà không có lựu đạn thì các bạn ơi, con ta lựu băng vậy. Ok, rồi ra đây. Này, không chết mới lạ. Ok, còn hai người thì các bạn, chả lẽ bây giờ mình xử luôn hai người này nhỏ khỏi tanh bo luôn đi các bạn ơi. Ừ, xử luôn đi cho nhanh, bởi vì là không có ma sim với cả là bo nó cũng hơi sai các bạn ơi. Thế nên là cũng không nên tanh bo lắm. Rồi, xuống cân 4 nha các bạn. Nào, ra đây. Này. Không cho lật kèo. Ok nữa. Không được lật kèo. Rồi, cân 4 luôn các bạn ơi. Trời ơi, trận này mình gánh hết rồi còn đâu. Ai có Satino nè. Đấy, biết ngay mà. Dịch chuyển vào đường đạn của mình à trời. Biết ngay là sẽ dịch chuyển về các bạn ơi. Ok, đây. Này, vỡ đầu luôn. Rồi, mình sẽ trổ tới ăn shot cho các bạn xem nha. Ui ôi. One shot này. Ok, trời ơi. Má, thành niên chưa gì chuyển về buồn cười vãi. Bảo đeo điện thoại mà giờ lên cả 10 sao rồi này các bạn ơi. Ui, cả team địch không kill luôn. Bạn kia vừa nách kim cương, mình kéo cho lên hàng điện thoại luôn kìa. Ui ôi, team địch được cái là làm DBG các bạn ơi. DBG hồi sinh nãy giờ luôn. Rồi, ui, này, phải gạt luôn không có lại đứng dậy thì các bạn. Ok, đấy nè, rồi tham gia giao tranh nhanh. Má, DBG là dậy nhanh vậy. Ok, còn một đứa thức các bạn ơi. À đấy rồi, này đấy rồi, cân 2 thắng luôn nào. Này má, mình sấy nách cả da của nó luôn đấy các bạn. Chứ thì được qua kill đấy. Ok, lên chuỗi 15 giờ này các bạn ơi. Không biết là dừng lại chuỗi bao nhiêu đây. Ok, cái bạn kia vẫn đã kim cương bờ lên điện thoại hết rồi nè. Ơ, sao lại rồi? Ủa, cũng rời nốt hả trời? Ui, ai rồi cũng bỏ mình mà đi thôi các bạn. Ok, thì mình vừa mời được với các chiến kỳ dưới và trong các chiến kỳ của anh Đức này các bạn ơi. Trời ơi, bạn kia lên thoại phát, bạn kia ao luôn thì các bạn buồn vãi trời. Ok, bây giờ mới là một team mới nha. Mà cũng may mà còn bạn Sena kia vẫn đồng hành cùng mình ý. Ok, cố gắng nào, 4-0 nào. Này, ok. Ui, từ. Này, ok, may quá. Trời ơi, bắn lén này thì bắn lén nào. Ui. May quá, cung bay là có Sonia thì các bạn. Chắc chắn là trận này 4-0 rồi các bạn ơi. Hai người còn lại, à đây. Này, tìm nãy giờ luôn. Thì ra là ở trên này. Rồi, còn một người đây các bạn. À thấy rồi các bạn ơi. Này. Rồi, nãy giờ là mình tên MVP các bạn. Mình cũng đã giúp hai bạn kia có chuỗi rồi nè. Thì cố gắng là mình sẽ giúp bạn ở lên chuỗi cao hơn nha. Gấp đôi gấp ba luôn nha. Thì hôm nay là leo về cái nhảy giới. Thế nên là từ đầu đến giờ là mình chưa mở mic tí nào luôn đấy các bạn ơi. Bạn không cần call team luôn. Bạn trong im lặng luôn đấy các bạn. Và nãy giờ là trong team của mình cũng chẳng ai mở mic luôn ý. Trời ơi, toàn người kiểu hướng nội các bạn. Mọi người cứ bán đi để mình ngồi trên này cover cho nha. Trời ơi, nói trong sự vô vọng ấy các bạn ơi. Có mở mic đâu mà nói trời. Ok, à bạn này không biết là mình ngồi trên này nè. Ủa, cái gì vậy? Rõ ràng là ở đâu mà chơi? Game ảo thật đấy. Buồn cười ghê. Này. Ui, không sao. May quá. Đứng như cho mình slap luôn đi các bạn ơi. Rồi, còn một người thôi. Đấy này. Chuỗi 20 rồi các bạn ơi. Vẫn như vừa nãy thôi, trận này là mình có AB các bạn. Tính đi móc mà bị phát hiện rồi các bạn ơi. Úi ôi, ok. Đã phát hiện phải xử luôn đi các bạn. Không để cho sống sót. Ra đây. À đây. Này, ok rồi. Ui, team mình chết rồi này các bạn ơi. Vai. Ui, team cơ đang nốc, chắc là nó đang cứu hết rồi đấy. Ừ, nó cứu hết rồi này các bạn ơi. Trời ơi. Một mình đi lẻ xong để cả team mình chết rồi này các bạn. Ok, sao thì bây giờ là mình sẽ cố gắng là cân 4 nha các bạn ơi. Má bảo các bạn ơi, đi mau để cả team mình chết luôn. Này, ok, không sao, mình sẽ cân 4 nha. Ui ôi, may quá, nó khóa chưa bị hụt thì các bạn ơi.
Này này. Ui, từ từ từ. Hóa chiêu hụt thì thua rồi. Trận này căng của các bạn ơi. Để team kia thắng trước kìa. Ok, bây giờ phải cố gắng lật trò thôi nào. Mình đi móc để mình máy đúc từ đằng sau ấy các bạn ơi. Làm vào cách để phải thắng. Ok, không muốn mất chuỗi đâu. Mất chuỗi tầm này hơi sớm với các bạn ơi. Chưa phá kỷ lục được chuỗi lần trước ấy. Này này, ok, cố lên. Rồi, bây giờ phải cố gắng lật trò nha. Ok, ok, đây đây, mình sẽ hỗ trợ, mình sẽ hỗ trợ. Này này, rồi, cố lên, ra cuối thôi các bạn. Rao này mà thua thì coi như là mất rồi các bạn ơi. Trời ơi, đang chuỗi cao ấy, với cả là lần kẹo thì thế rồi, không muốn chua đâu. Ba này thua thì team nào cũng rất là tiếc rồi thì các bạn ơi. Thế nên là mình không để thua đâu, thua thì rất là tiếc. Đấy rồi, này này, ui. Thế team địch bất cần kìa, không để đằng sau luôn thì các bạn ơi. Thế toang rồi, sóng rồi. Ui, tầm này đặt keo để làm cái gì nữa. Ok, máy quá, từ quả này mình mất chuỗi chứ. Xin phải dừng video thì các bạn ơi, xin thì các bạn không được nghe giọng mình nữa. Ok, chuỗi 21 rồi nè, được cộng hẳn 2 sao lượt đấy các bạn ơi. Không biết thì nữa là mình có được bằng sao về chuỗi không nhở. Ok, thì mình nốt hết rồi nè, để cho mình làm hết rồi đấy các bạn ơi. Ok, ok, cố lên, không để thua được. Nào, nào, ra cứu đi. từ, má, ẩu nha, ui bên này nè đấy các bạn ơi. Này, này. Ôi. Đấy, đấy, đấy nè. Ui, may của các bạn ơi. Trận này lại căng rồi các bạn ơi. Có lẽ là muốn mình mất chuỗi đây. Nhưng mà không, mình sẽ cố gắng lật kèo nha. Không thể mất chuỗi đâu. Ok, ok. Trời ơi, không mất chuỗi tại đây đâu các bạn ơi. Mới có chuỗi 22 thôi các bạn. À đâu, chuỗi 21. Trận này mà thắng thì mới lên 22 ấy. Ok, cố lên, phải lật kèo thôi nào các bạn ơi. Ui dồi ui, từ từ. Không vội nữa, ẩu quá mình đứng ra ngoài thì dễ chết là mình các bạn. Ok thì bây giờ là mình cứ từ từ thôi, hãy hồi đầy đủ máu đã. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ở xa xa bắn cho các bạn, chứ mà đứng dưới này nó dễ bắn trúng đầu mình lắm ấy các bạn ơi. Đây đây, này này, hở nè. Rồi, cố lên, đây đây, này này. Có vẻ là tin hết kèo đấy các bạn ơi. Thấy kiểu dễ bắn vãi. Ok, ba rồi, lật kèo thôi. Úi trời ơi, một máu, cái gì đây. Ok, ok, cẩn thận nào các bạn ơi. Ui, tầm này Dimitri làm cái gì nữa, Senna làm hết. Ừ, cố lên Senna ơi. Ok. Rồi, ok, mày có bị chưa mất quên thì các bạn ơi. Các bạn biết gì không, bạn đồng hành với mình từ đầu video đến giờ đã rời nhóm rồi nè. Bạn Senna đã rời thì các bạn ơi, bạn đó bảo ọp ý, trời ơi buồn ghê. Má đang hai người bằng chuỗi với nhau, bạn đó lại nghỉ rồi các bạn. Trời ơi, không cùng nhau mất chuỗi đi mà lại nghỉ sớm như vậy trời. Mình có chuỗi 23 tôi đang nghỉ. Ok, không sao, nói chung là bây giờ thì mình cũng đang mời được người khác rồi đấy các bạn. Ok, cố gắng là team mới như vậy, cố gắng là vẫn giữ được chuỗi nha. Mình sợ là thiếu bạn Sina kia phải để đi ăn thôi, mất chuỗi rồi đấy các bạn. Nói chung là bạn với anh cũng được, không được để mất chuỗi. Ừ kìa, chết rồi, điểm rồi các bạn ơi. chết. Ok. Ui, bạn kia là cứu mình với. Ui, chắc là điều rồi đây. Cố lên, đừng để thua. Ơ, chạy con mình không cứu kìa. Ui, thà cứu còn hơn. Ui, vai. Thà đứng sau cái cột này cứu còn hơn. Thì các bạn tự nhiên ra để bắn. À, đây, có bạn chuẩn bị nhảy ra đây. Này, này, ok. Rồi thì bây giờ là mình sẽ trèo vào nhà đấy các bạn ơi. Có người ở trên tầng 2 kìa. À, đây. Này. Bạn đi đâu vậy trời. Úi dồi, má, mình két đúng không các bạn? Trời ơi, quả đó là mình bật tay bị hụt ý. Ok, lên tầng 2. À, đây vừa thấy có người đặt chào này các bạn ơi. Quả keo này còn nóng hổi luôn ý. Đấy rồi. Ok, rồi, cần 4 luôn các bạn. Đây, úi dồi ôi. Vậy, chào vào nhà phải cần 4 luôn. Bắt đầu két trận lâu rồi này các bạn ơi. Ui, chẳng lẽ là không mất chuỗi được sao? Thì kiểu như là mình bắn ca buổi thì bây giờ là cũng đêm rồi đấy các bạn ơi. Đêm chắc là cái trận lâu rồi ý. Úi dù ui. Ơ, kìa gì đây? Đừng bảo là rời nhóm nhá. Ơ kìa vai. 5 minutes later. Các bạn biết gì không? Mình đợi một lúc thì cuối cùng là mình thấy bạn Sina đã quay trở lại rồi đấy các bạn ơi. Chắc bạn đó chỉ up 1-2 round. À 1-2 trận thôi các bạn. Ok, Sina quay trở lại rồi nè. Ôi không hiểu sao là bạn đó quay trở lại phải là mình thấy cũng vừa ý các bạn ơi. Bởi vì là bạn đó là bắn cùng mình từ đầu video đến giờ ấy. Bây giờ cố gắng phá chuỗi team địch nha, chứ không để mất chuỗi của team mình đâu. Ok rồi, ui, ở mỗi mình còn sống chứ sao. Ui, sao, đằng trước cũng có, đằng sau cũng có ấy các bạn. Rồi, không được tha nó. Ui,
không sợ. Rồi, không sợ, không sợ. Đây, này này. Ok, clear hết. A few moments later. Ok, phá chuỗi thành công. Bạn nữ duy nhất của team cũng đã rời nhóm rồi các bạn ơi. Thì bây giờ là mình sẽ mời cái thế giới bán tiếp các bạn. Ok, vô thôi. Cũng trâu phết nhở. Ui, cái gì cơ? Cái gì cơ? Má, solo Sony 2 các bạn. Vậy chơi chung nghe. Chẳng sao được kích tôi ra nha. Hello. Chẳng sao được kích tôi ra nghe mấy người ra. Trời ơi, bạn số 4 kia. Bạn ấy bảo là cho chơi chung được kích kìa. Bạn sợ bị kích rồi các bạn ơi. Ai lại mình kích? Mình không kích đâu, yên tâm. Kiếm người chơi khó, ai lại đi kích? Còn có một người thôi, à đây. Tưởng trốn đâu kỹ lắm. Bán mình xong đi trốn hả bạn? Ra đây. Ui. Kìa. Này. Ui, may quá, suýt thì toang chứ, trời ơi. Ok, chốt tên địch 4 không luôn. Lên chuỗi 26 rồi này các bạn ơi. Chính thức là bằng chuỗi của video trước rồi nè các bạn. Trời ơi, nãy giờ là mình tạ quái các bạn ơi. Cái trận này từ đầu đến giờ là mình để team mình gánh quái. Mình có 2 kill rồi các bạn. Gỡ lại kill nha. Và bây giờ phải ăn thật là nhiều kill nha. Ok, bây giờ là cơ hội để cho mình lấy lại AVP nào. Không thể để team mình gánh mình nãy giờ được. Rồi, team mình đầy ẩu quá. Chết hai người kìa. Mà mình cứ từ từ ấy các bạn ơi. Đầy một mạng. Sau xe này nữa. Hai mạng. Ok. Rồi. Clear cả team địch thì không biết là mình có lên lại MVP không nhở. Đây. Ui. Lấy cả mình. Này. Ok. Đấy đây nữa. Này. Ui. Chết cùng lúc lượt thì các bạn ơi. May quá. Đó. Phút cuối lên MVP ngay. Căng của các bạn ơi. Đang bị team địch lật kèo nè. Cố lên thắng luôn nào. Ui, nốt trận này thôi là mình sẽ lên chuỗi 30 các bạn. Và kỷ lục của chuỗi lần trước rồi đấy các bạn ơi. Lần trước là mình chỉ có lên được chuỗi 26 thôi. Lần này lên là chuỗi 30 luôn ý. Ok, cố lên. Ui, trời ơi, thật team mình chết sớm vậy. Ok. Ui, ôi trời ơi, team địch có đầy và liên tục cái này là sao mình đỡ lại được nhờ. Đây, ui trời ơi, lại còn bắn thành đường nốc quá chứ trời. Ui trời ơi, mẹ có tìm máu này các bạn ơi. Ok, còn 10 người thôi. Này, nó cứu ơi kìa, nhanh thế. Ui, nghe tiếc của các bạn ơi, suýt thì cân 4 đồ kia, nó có tí máu kia. Ra quyết định rồi, bây giờ mà thua là không lên ở chỗ 30, mới chỉ có chỗ 29 rồi các bạn ơi. Ok, ui, team địch nó bị F-boy kia. Ui, nó đang nhảy xuống kìa các bạn ơi, cơ hội để thắng. Này, ok, vẩy ấy đứt, cho không thở được luôn. Rồi, 3 mạng rồi các bạn. Ok, còn 1 mạng nữa thôi các bạn ơi. Thắng rồi đấy các bạn ơi. Yeah, lượt kèo thành công. Và lên chuỗi 30 các bạn. Ui, thế nãy giờ làm mình trận nào cũng MVP luôn thì các bạn ơi. Ok. Ui, được cộng 2 sao luôn này các bạn. Chuỗi 30 ở 30 sao luôn nè. Ui. Đẹp thật sự luôn. Hiện tại là cũng muộn rồi. Thế là tất cả ao này các bạn. Không ai chơi cùng mình nữa ấy. Thì bây giờ mình lại phải đi kiếm team mới để chơi luôn thì các bạn ơi. Buồn ghê. Đã chơi quen ở team kia. Bây giờ lại phải đi mời người mới. Mà mới nãy giờ chả ai vào luôn. Với cả là... Và cái người dưới thì thấy chuỗi cao quá. Tao thì toàn bị kích thì các bạn buồn vai. Kiểu gì. Ok, có tin rồi này các bạn ơi. Ui, vào luôn nè. Các bạn này cho chơi luôn này các bạn. Ê, tao sợ thằng này hack quá tao đủ. Cái gì vậy trời, tự nhiên bảo là sợ mình hack. Ai hack đâu trời. Mình đang bị các bạn này nghi là hack thì các bạn ơi. Vãi chửi luôn. Thế chết. Chắc là thấy chuỗi cao quá. Thế nên là sốc ý các bạn ơi. Ok, thì bây giờ là cố gắng để lấy tiếp thêm một chuỗi nữa nào. Ui ôi. Đủ mẹ, hết sầu thôi, đi tố cáo rồi. Cái gì? Mẹ, mình hết sốt các bạn là tố cáo kìa. Khổ ghê. Mình sợ tí nữa các bạn này kích mình quá các bạn ơi. Bởi vì là mình bắn kiểu bình thường mà các bạn lại bảo là mình hay các bạn. Khổ vậy. Ok, băng game. The Free Fire chính là khổ các bạn ơi. Cứ bị băng game thôi à. Ok, này, ok luôn. Mà băng game vào lại con này vẫn thắng nha. Hay quá. Ok, bây giờ là mình sẽ cố gắng là chốt 4-0 luôn nha các bạn ơi. Đấy rồi, ui. Vào kia rồi này các bạn. Kia quầy đâu rồi. Hình như là sau cái cô này đúng rồi. Đây, này, qua ra kia. Ok à. Mẹ khổ quá. Đủ cái này kích được rồi đó. Cái gì trời. Kích được rồi má khổ vãi. Cần bố tôi cũng bị kích. Ok, chuỗi 31 rồi này các bạn ơi. Nhưng mà có lẽ là ra là mình sẽ bị kích rồi các bạn. Lại phải tìm team mới thôi các bạn ơi. Trời ơi, chuỗi ca không ai muốn chơi cùng luôn ý. Ok, không biết là các bạn có cho chơi hay không đây. Ui. Các lại tàn kim cương xong thì một người huyền thoại chuỗi 30, chuỗi 31 vào này. Không biết là các bạn có sợ hay không. Ok, ui cho chơi luôn nè. Hay quá. Ok, để mình sẽ gánh các bạn nha. Cố lên nào, 4-0 luôn nào.
Này này, ui dồi ôi, phun mất đỏ luôn. Rồi, có lên thẳng bước không lên các bạn ơi. Ui các bạn kiến đấu hết rồi nè. Bây giờ là mình sẽ cố gắng cứ lê lốt nha. Đây. Chạy đâu cho thoát à. Rồi còn một người nữa thôi. Ở bên bạn vừa nãy nô kìa. Ok thì bây giờ là mình sẽ đợi nó qua như đấy rồi. Ui mẹ tí cả màn hình. Ra đây. Ui châu thế, bắn hết trong chết. Ok rồi vừa không các bạn ơi. Ui lên chuỗi 32 này. Ui hình như là có người trên này sao vậy các bạn. À đây rồi đúng rồi. Ui lại lao vội thế. Có đồng đội mình hỗ trợ rồi. Ok rồi cố lên. Cố gắng nào phải giữ chuỗi. Chả lẽ bây giờ mình leo phát lên cao thủ luôn nhỉ các bạn ơi. Nhưng quan trọng là không được mất chuỗi là mình hy dừng video đấy các bạn. Như mình đã nói ở đầu video đó. Trời ơi mình leo cả buổi cũng mấy tiếng chờ đấy các bạn ơi. Này. Ok. Các bạn ơi nhớ cho mình xin một like nhá. Rồi triple kill. Ok cố gắng trận này cũng 4-0 tiếp nha các bạn. Ui cao nhanh đấy. Ui chạy cũng nhanh nữa. Ô đây lại văng gần thì các bạn ơi. Trời ơi cái giả lập đều thế nhở. Chả lẽ phải đổi giả lập khác. Mà cái đen bắn bị văng game buồn vai. Văng game phát bắn bị sao rồi thì các bạn ơi. 2-3 luôn rồi nè. Trời ơi có lẽ là mình sẽ phải mất chuỗi tại đây rồi đấy các bạn. Thôi dừng được rồi đấy các bạn ơi. Mì. Ok cố lên. Này ui chết rồi. Ui thôi xong rồi sao team mình cũng nốc nốt rồi thì các bạn ơi. Ui má tiện vang game fight bây giờ thua luôn rồi thì các bạn ơi. Đúng là điểm mà chưa chắc đã thua đâu nha. Bây giờ chưa cậy hai bạn này nè. Cố lên bảo thịnh đẹp tay. Rồi không biết là các bạn này có gỡ lại được không. Gỡ lại được phát gì ra cuối là mình sẽ bắn cho là chạy hát luôn nha các bạn. Nhưng mà quan trọng bây giờ chúng tôi cậy hết bạn này đấy các bạn ơi. Cố lên. Ui hai bạn này cố gắng thắng nào. Ok. Tôi còn hai người nữa. Ui gạt lắm cái gì. Ơ kìa. Trời ơi. Thôi xong. Ui đây là khoảnh khắc không ai muốn nhìn đâu các bạn ơi. Mình cũng chẳng muốn nhìn đâu. Mi. Thôi cuộc chơi này cũng phải có điểm dừng với các bạn. Ok. Trời ơi mất chuỗi các bạn ơi. Nhưng mà mình cũng đã leo lên huyền thoại 32 sao cho anh Đức rồi nè. Từ kim cương 3 rồi lên huyền thoại 3 sao luôn thì các bạn ơi. Ok các bạn đừng quên cho mình xin một like ở kênh nha. Các bạn nhìn chuỗi thắng này trận nào làm mình cũng MVP luôn ý. Trời ơi, ok, bây giờ thì bye bye các bạn nha.